Bộ phim Hiệp Khách Hành, Tập 22. Chúng ta vốn không quen biết, ta kính ông tuổi tác đã cao, không tính toán với ông. Ông đừng tưởng cầm thẻ bài thiên hạ đệ nhất trong tay thì dọa được ta. Nghe cho rõ đây, thẻ bài thiên hạ đệ nhất rất hiếm có. Bây giờ mỗi người các ngươi mua một tấm cho ta. Muốn bán cho ai thì bán, bọn ta không mua thì sao? Không được, các người nhất định phải mua. Gia gia thiếu ngân lượng, đợi gia gia kiếm đủ ngân lượng sẽ có thể giúp tiểu thúy tìm tất cả thiếu niên anh tài trên thiên hạ. Các người muốn mua thì mua, không mua thì đưa tiền cho ta. Ha. Nghe khẩu khí của lão tiền bối đây, có phải là người của Trường Lạc Bang không? Trường Lạc Bang có đáng gì chứ? Ngươi không quen biết ta, nhưng ta lại quen biết các ngươi. Quan Đông Tứ Hiệp đúng không? Thật không ngờ, cũng biết bọn ta là Quan Đông Tứ Hiệp. Tại hạ trưởng môn Thanh Long Môn, Cẩm Châu Phong Lương. Khoái Đao Môn Lã Chính Bình. Giang Mã Trang Chủ, Cao Tam Đương Tử. Ngươi là môn hạ của Tú Châu Thanh Long Môn, quấn một sợi dây cửu tiết nhuyễn tiền, ngang nhiên ngạo mạn xông tới Trung Nguyên. Đúng là không biết an phận mà. Ta thật không ngờ, danh hiệu của Thanh Long Môn bọn ta, ngay khi đến Trung Nguyên cũng có người biết đến. Dám hỏi tung tính đại danh của lão tiền bối. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Cửu tiết tiên này vô cùng quyền diệu, dí như rồng trong các loại binh khí, bất kể đao kiếm búa thương đều không địch nổi, bách chiến bách thắng. Tức chết ta mà. Không biết tiền bối cớ gì tức giận vậy? Gia gia ngươi nhìn thấy người ta khua đao múa kiếm đều không tức giận, nhưng nhắc tới cửu tiết tiên lại vô cùng tức giận. Đường xa Bành Thị huynh đệ giỏi dùng cửu tiết tiên, gia gia năm ngoái cũng đi xử lý hắn rồi. Tứ Xuyên có một tên võ quan hội chương dùng cửu tiết tiên, gia gia cũng đánh hắn một trận đầu nát như tương. Phượng Dương An Quy có một nữ tử dùng cửu tiết tiên, nhưng gia gia không giết nữ nhân, chỉ còn cách chặt tay cô ta. Từ đó cô ta không còn dùng thứ vũ khí đó nữa. Nói khoác. Phong Lương ta chưa từng đến Trung Nguyên, vốn dĩ với ông không hề quen biết, càng không thù không oán. Không biết lão tiền bối đây, tại sao đối với những người sử dụng cửu tiết tiên căm hận đến vậy chứ? Ăn nói hồ đồ. Lão gia gia ta sao lại căm hận những người sử dụng cửu tiết tiên được chứ? Thì ra ông ta cũng sử dụng cửu tiết tiên. Nhà đầu ngươi học võ công chưa tới 3 phần mà lại dám sử dụng cửu tiết tiên đánh với ta sao? Đánh tới cuối cùng không nằm ngửa cũng nằm sấp. Trước nay chưa từng có kẻ nào có đường về. Thực ra ta từ lâu đã nghe danh tiếng các ngươi, Quan Đông, Cẩm Châu, Thanh Long Môn, tổ tiên 7 đời 8 đời nhà ngươi đều sử dụng cửu tiết tiên. Dạ dạ, sớm đã muốn xử lý sạch sẽ nhà ngươi rồi. Ông chỉ là Quan Đông quá lạnh, dạ dạ cũng lười vượt xa xôi ngàn dặm tới giết người. Đúng lúc gặp được tiểu tử eo quấn cửu tiết tiên ngươi ngông nghênh tới Trung Nguyên. Tốt lắm, tốt lắm. Còn không mau đem cửu tiết tiên ra đây. Mai cho lão già ông sử dụng không phải là đơn đâu. Ta dùng đơn đao thì sao? Ta cũng dùng chính là đơn đâu. Thối ngang ngược của ông. Lẽ nào tất cả những kẻ dùng đơn đao trên thiên hạ đều giết sạch sao? Cho dù ông giết được ta, những kẻ sử dụng đơn đao trên thiên hạ có 100,000, ông giết hết được không? Ta giết không hết thì đã sao chứ? Ý trời, không được. Không được, không được, không được. Tức chết, tức chết rồi. Gia gia ta gọi là nhất nhật bất qua tứ. Ông ta là Đinh Bất Tứ. Không sai, ta chính là Đinh Bất Tứ. Gia gia tâm trạng hôm nay tốt. Tên tiểu tử dùng cửu tiết tiên nhà ngươi và 3 người còn lại, mau ngoan ngoãn khấu đầu 10 cái với gia gia ta, gọi 3 tiếng gia gia tốt, ta sẽ không giết các ngươi. Cấm miệng, Đinh Bất Tứ. Ông đừng ở đây ăn nói lời điên khùng, vô cớ sinh sự, đúng là không biết tự lượng sức. Quan Đông Tứ Hiệp bọn ta và Đinh lão gia tử ngày trước không có thù, sau này không có oán, cớ gì hạ nhục? Rốt cuộc là tại vì sao? Xem ra Đinh lão gia tử hôm nay muốn so tài với bọn ta rồi. Vậy thì xin mời. 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 Trời ơi, Đinh gia gia thật là thiệt tình. Hey!
Đinh Bất Tứ, xuất chiêu đi. Người đúng là tên múa rìu qua mắt thợ mà, đúng là không biết xấu hổ. Hôm nay ta sẽ cho ông nếm thử sự lợi hại của Phong Lương Gia Gia. Giải. Giải. Cậu tập chúng là nói vậy. Tứ gia gia phát hiện huynh rồi. Huynh lo chuyện bao đồng làm gì? Này, coi chừng ông ấy đánh vào của họ. Ý trưởng ơi, tên cậu tập chúng nào muốn phá hỏng chuyện tốt của gia gia, có gan thì ra đây đấu dài trong trận với gia gia ta đi. Không được, huynh phải ra đó thôi, nếu không ra sẽ có người mất mạng. Ê, mặc kệ họ, chúng ta lần này không phải nói trước rồi hay sao? Chỉ ra ngoài đi chơi thôi. Không được, lần này muội nghe lời huynh, nếu không thì huynh sẽ không đi với muội nữa. Nè, Tứ gia gia, đừng đánh nữa. Các người đừng đánh nữa mà. Tứ gia gia, là con. Tình bánh chừng lớn người, ta còn tưởng kẻ nào phá đám chuyện tốt của ta, thì ra là ngươi sao? Tránh ra, ta phải dạy đám tiểu bối này mới được. Còn không tránh ra, tránh ra. Tứ gia gia, chúng ta đừng đánh nhau nữa. Người xem, toàn thân của người á, chỗ nào cũng sơ hở. Tứ gia gia, hay là vậy đi, người nghỉ ngơi một lát, lát nữa chúng ta đánh sao? Lẽ nào lại như vậy? Bánh chừng lớn, mau thả ra. Tứ gia gia, người muốn nói sao? Con cho người. Tứ gia gia. Tình cậu tập chủng nhà ngươi, kêu ngươi thả tay thì ngươi thả thật sao? Là người kêu con thả tay mà, con đâu cố ý đâu. Người có sao không vậy? Tình cậu tập chủng nhà ngươi, lần sau để ta gặp ngươi, nhất định giáo huấn ngươi một trận. Còn phải tính sổ luôn với các ngươi nữa. Xem như các ngươi may mắn. Đa tạ thiếu hiệp. Quá khen rồi. Thiếu hiệp Trượng Nghĩa, xin hỏi quý tánh đại danh của thiếu hiệp. Không dám. Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Tại hạ họ Thạch tên Thạch thiếu hiệp. Sau này nếu Thạch thiếu hiệp có việc cần, Quan Đông thiếu hiệp bọn ta, cho dù nước sôi lửa bỏng, quyết không từ nan. Mọi người đều là nhất mạch võ lâm, cho nên tương trợ lẫn nhau. Nếu như các vị khách khí như vậy, ngược lại khiến ta cảm thấy đôi phần hổ thẹn. Có duyên kết bằng hữu với vị anh hùng như Thạch thiếu hiệp đi.
đúng là vinh hạnh của bọn ta. Vốn dĩ phải thỉnh giáo Thạch thiếu hiệp nhiều hơn, nỗi khổ bọn ta đã có hẹn trước, chỉ còn cách cáo từ tại đây. À, xin mời các vị. Sau này gặp lại. À, sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Mời. Hôm nay biểu hiện cũng không tệ, kết giao được không ít bằng hữu ha. Lần này huynh nói rất là hay. Sống trên giang hồ, kết giao với lại nhiều bằng hữu là một chuyện tốt mà. Trà này đã uống hết bao nhiêu chén rồi, Kiều Trang chủ sao vẫn còn chưa quay về? Trời, bà còn chưa nóng ruột, còn vội vàng cái gì? Nhớ năm đó Kiều lão lục này, một khi đợi bà là phải đợi cả ngày trời luôn đó. Ai trời, đã 30 năm rồi, phong thủy cũng luân chuyển, đối ngược lại bà đợi ông ta. Nhưng mà sao con lại nghe nói Kiều Trang chủ người ta đã thành thân với thê tử hơn 20 năm rồi, vẫn luôn mặn nồng ân ái, người đời còn gọi một cặp thần tiên. Ngoài ra còn nghe nói Kiều phu nhân người ta thích nhất là châu báu, Kiều Trang chủ liền chạy khắp nơi tìm trân châu tặng cho bà ấy. Ông ta cũng được lắm. Lão già này hơn 30 năm nay sống không uổng phí, cũng học được cách chiều người thương. Tiểu điệt Kiều Đông Bình bái kiến sử bà. Bạch Mùi Mùi, gia phụ có chuyện gấp cần xử lý, vì vậy dặn dò con qua đây trò chuyện cùng hai người. Cậu chính là Đông Bình? Dạ phải. Nghe nói hiện tại làm việc ở nha môn. Hồi bà, giảng bối là một sai dịch ở trấn Tùng Giang. Trời, những kẻ ăn cơm nhà quan làm sao tự tại như những kẻ phiêu bạt giang hồ. Bà có điều chưa biết, nguyện vọng từ nhỏ của Đông Bình chính là làm quan. Tuy đây chỉ là một chức quan thấp kém, nhưng cũng có thể dốc sức vì muôn dân. Những công việc ở nha môn có vất vả không? Thật ra cũng chỉ có vài chuyện trong thôn quê, đều là chuyện nhỏ không đáng kể. Trấn Tùng Giang con người chất phác, từ lúc nhận chức đến nay chưa từng xảy ra chuyện gì to tát. Bà, tuy triều đình và giang hồ luôn có ranh giới rõ ràng, mọi người nước sông không phạm nước giếng, vài năm nay giang hồ không ngừng lớn mạnh. Rất nhiều nhân sĩ biết võ công đều không trung với lại triều đình. Nếu như ngày càng nhiều những kẻ có chí một lòng tận trung triều đình, cùng dốc sức vì trăm họ, vậy thì còn gì bằng. Đúng là một đứa trẻ ngoan có chí khí. Đông Bình à, phủ biệt này của cậu tổng cộng bao nhiêu mẫu vậy? Lão già kia, quay lại đây cho ta. Tức chết ta rồi. Nếu không phải Lục Bình báo tin cho ta, ta còn lâu mới biết ông đang ở đây, lại còn hẹn hò cùng tình nhân trong mộng nữa. Ông cái ả sử tiểu thúy đó, ông nhớ nhung bà ta suốt 20 năm nay, ông tưởng ta không biết hay sao? Còn không mau đi theo ta. Bà, con đưa bà đến hậu hoa viên tản bộ. Không cần đâu, ta không đi hậu hoa viên, chỗ này không tệ, vừa sáng sủa, không khí lại trong lành. Thiếu gia, nhà môn có việc gấp, mời ngài đến đó một chuyến. Nghe nói trong trấn của chúng ta gần đây xuất hiện một đám nhân sĩ võ lâm, sợ xảy ra loạn nên gọi ngài qua đó xem thử. Được, ta lập tức đến ngay. Ngươi lùi xuống dạ. Đi. Nhận bổng lộc của triều đình, nhất định phải tận tâm vì triều đình. Bà, chi bằng người và Mùi Mùi ở lại phủ nghỉ ngơi trước, đành phải chờ phụ thân con đến đón tiếp. Điệt nhi phải xử lý chuyện công. Hai vị xin cáo từ. Tú, đây chính là ân ái dư thừa thần tiên phu phụ. Bà nội, thanh niên tài tuấn này cũng đã xem qua một vòng, có hợp tâm ý của bà chưa? Nếu bà vẫn không dự ý thì đi thôi. Tú, bà nội hiểu hết tâm ý của con, còn chỉ thích tên bánh chưng lớn kia thôi, có đúng không? Như về chuyện thành thân của hai đứa, bà không thể đồng ý với con. Con biết lý do tại sao không? Bánh chưng lớn này nó đã không nhà lại không nghiệp, quan trọng nhất chính là nó còn không biết bản thân mình mang họ gì, tên là gì. Nếu cứ mãi như vậy á, sau này sao hành tẩu giang hồ được, sao mà ký công lập nghiệp được chứ? Con thử nhìn người ta xem, dù sao á cũng phải môn đăng hộ đối đó, con có hiểu hay không? Bà nội, nhưng mà con không cần huynh ấy kiến công lập nghiệp, con chỉ cần huynh ấy như vậy thôi. Tú à, tuổi con vẫn còn nhỏ, con không hiểu. Nó đến thành thân, điều quan trọng nhất chính là phải môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Tên Kiều lão lục, nếu như lúc đầu ông ta lấy bà thì đã không cần phải cãi nhau ầm ĩ như vậy. Ai lấy được bà đều hạnh phúc. Ừ.
Mỗi tiên sinh. Vội vàng hấp tấp, có chuyện gì vậy? Tối qua Quan Đông Tứ Hiệp đã đến tiểu trấn Tùng Giang, khí thế ngang tàn. Tôi nghĩ muốn đến tổng đà hỏi tin tức về Tư Đồ Bang Chủ. Có tin tức của Thạch Bang Chủ chưa? Tạm thời chưa có. Có điều Ngư Xoa Bang Chủ vì không tiếp lệnh, tất cả người trong bang đều bị Trương Tam Lý Tứ giết sạch không chừa. Người lùi xuống đi, thăm dò báo cáo. Sự việc lần này nhất định phải giữ mồm giữ miệng. Dạ. Bố tiên sinh, Quan Đông Tứ Bang này ý đồ không tốt. Tư đồ lão tặc cùng với bang chủ của Quan Đông Tứ Bang này có mối giao tình nồng hậu. Lần này bọn chúng vô cớ tới đây, chắc chúng muốn hỏi rõ ngọn ngành. Chuyện này phải giải quyết sau đây. Quan Đông Tứ Bang không thành mối lo ngại, chỉ là thời gian Trương Tam Lý Tứ đến bang của chúng ta mỗi ngày một gần. Tin tức bang chủ không có trong bang khó mà che đậy được. Không chừng dẫn đến lòng người hoang mang, nội bộ phân tán. Tình hình nguy cấp trước mắt, vẫn mong bố tiên sinh định đoạt. Người triệu tập nhân mã, ta đi gặp mặt Quan Đông Tứ Bang. Rõ. À đúng rồi, hiện tại trong bang còn rất nhiều việc, giao phó các hương chủ trong bang nhất định phải đề cao cảnh giác. Đối với đệ tử của Tuyết Sơn phái bị bắt, phải canh giữ nghiêm ngặt. Rõ, thuộc hạ lập tức đi ngay. Triệu tập nhân mã lập tức xuất phát. Nữ hiệp đến có việc gì? Mẫn Nhu bái kiến Dương lão tiên sinh. Mời vào trong. Sư huynh xin yên tâm, việc này đệ sẽ tận tâm hết mình. Được. Thanh ca. Sư muội. Ngọc Nhi mất tích trên đường tới đây rồi. Hả? Vị này là đệ muội đúng không? Dương huynh. Thạch Thanh huynh đệ quả là có phúc. Dương huynh đệ chơi cười rồi. Dương huynh, bọn đệ phải lập tức lên đường thôi. Chuyện gì mà gấp rút vậy chứ? Khuyển tử cùng muội trên đường tới đây đã bị mất tích. Do muội, muội quá lơ là, có lẽ chuyện này lại dính líu tới Trường Lạc Bang. Trường Lạc Bang? Trường Lạc Bang và Lệnh Lang có mối quan hệ gì? Vì chuyện Trương Tam Lý Tứ của Đạo Hiệp Khách tái xuất giang hồ, Trường Lạc Bang lừa gạt Tiểu Nhi, ép buộc nó làm bang chủ. Thay Trường Lạc Bang nhận lệnh tới Đạo Hiệp Khách chịu chết. Phi Ngư Bang, Ngư Xoa Bang đều đã bị diệt môn. Trường Lạc Bang lo sợ kết cục tương tự. Sự việc cấp bách, lập tức xuất phát. Thạch Thanh đa tạ huynh. Nè, đệ đệ, sao đệ lại chạy đến đây vậy? Đệ về đây tìm Đinh Đan nhà đệ. Đệ hỏi huynh, mấy ngày nay huynh đưa Đinh Đan nhà đệ đi đâu? Ta đang cùng Tứ Gia Gia đi tìm người giúp ta tìm được sư phụ, và người ta cũng đang muốn tìm. Tìm người? Đệ hỏi huynh, tìm nam hay tìm nữ vậy? Hả? Chắc chắn là nữ rồi, có đúng không? Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Không ngờ lại xuất hiện những hai tam đệ. Vậy một trong hai người chắc chắn là người chúng ta muốn tìm ban chủ Trường Lạc Bang, Thạch Trung Ngọc rồi. Lão Tứ, để cảm thấy ai mới chính là Thạch Trung Ngọc đây. Được rồi, để không nói với huynh nữa, để còn phải chơi với Ninh Đa. Hả? Huynh cứ việc đi tìm người mà huynh thích đi. Y phục màu hồng. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Ê, cô xem cái này nữa nè. Cái này rất đẹp đó. Cô nương quả là tinh mắt đó nha. Ta không thích cái này, cái này cũng để được ta xem chỗ khác. Được rồi. Ê, cô nương à, có vừa mắt cái nào không vậy? Nè, Đinh Đa, cô thích cái nào? Huynh mua cho muội. Huynh lại khoác lác nữa rồi. Mỗi lần đưa muội đi, có lần nào huynh mua tặng muội đâu. Lần này chắc chắn huynh mua cho muội. Nào, muội chọn đi. Nói thật không? Thật mà. Muội không chọn. Vậy huynh chọn cho muội một cái có được không? Cái này. Ê, huynh tinh mắt thiệt đó nha. Huynh xem nào. Sao hả? Có đẹp không? Nè, đi đây. Cái này không đẹp. Nè, huynh biết có một chỗ có hàng đẹp hơn. Huynh đưa muội qua đó. A Tú muội muội, huynh thật sự đã hỏi thăm rất lâu mới biết được muội và bà đang ở đây. Muội không biết đâu. Huynh muốn nói với muội. Huynh muốn nói gì? Huynh muốn nói gì với muội thì nói ra đi. Huynh, huynh Đinh Bất Tứ, ông đừng ăn nói hồ đồ. Hả? Tiểu Thúy, bà nghe ta nói đi.
qua đó xem thử đi. Năm thanh niên tài tuấn cho bà rồi, chỉ thiếu 95 người nữa thôi. Bà cùng ta tới đảo Bích La được không? Bà và ta tình cảm nhiều năm gắn bó như vậy cũng đâu phải giả đâu. Nói bậy, ai có tình cảm gắn bó với ông chứ. Tiểu Thúy, ta sắp chết tới nơi rồi, bà không thể đối xử với ta dịu dàng một chút sao? Ta còn phải dịu dàng sao? Ông đúng là già không biết liêm sĩ. Mặc kệ bọn họ, ngồi đây xem là được rồi. Tiểu Thúy, nhiều năm như vậy bà vẫn mạnh miệng nhưng lòng thì yếu đuối. Bà luôn miệng nói ta sống hay chết đều không quan tâm, nhưng thật ra bà vẫn luôn nhớ nhung ta đúng không? Ông nè, cậu Tập Chủng. Dạ. Cậu đến rồi, đi giúp dì sư đuổi ông ta đi. Dạ. Quỳnh đừng đánh thật đó. Tôi về cha. Ngồi đi. Uống ngụm nước bớt giận ha. Từ từ, ta không đấu với ngươi. Cộng thêm món nợ của Hoa Đông Tứ Hiệp, lần sau ta tính một thẻ với ngươi luôn. Tôi về cha, uống ngụm nước đã. Bái kiến sư phụ. Miễn lễ. Ý, Đinh Bất Tứ đâu? Chạy rồi à? Đi rồi. Không đánh hả? Không đánh. Tiêu tử còn cũng được lắm. Nhưng có điều, nếu con muốn ở bên A Tú nhà ta, chuyện này ta nói rồi không được. Sư phụ. Không sao, đi thôi. A Tú à, đi lâu như vậy rồi muội có thấy mệt không? Không mệt. Nếu như muội thấy mệt đó, chúng ta nghỉ ngơi một chút, muội thấy sao? Bánh trường lớn, chúng ta từ biệt tại đây. A Tú còn phải lên đường, chúng ta mau đi thôi. Muội không muốn quên đi. Bánh trường lớn, nếu con thật lòng thật dạ thích A Tú nhà chúng ta thì đến thành Lăng Tiêu cầu thân đi. A Tú, chúng ta còn phải lên đường, đi thôi. Đi thôi A Tú. A Tú, cầu thân là gì vậy? Đừng ngốc, bà nội đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Quên sẽ đến thành Lăng Tiêu để cầu thân muội. Bà nội cuối cùng cũng đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Vậy Quỳnh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Quỳnh nhất định phải sớm đến đó, Quỳnh biết chưa? Quỳnh biết rồi. Muội mau lên đường đi, đừng có để cho bà nội chờ. Đây. Muội không muốn Quỳnh đi. Quỳnh cũng không muốn muội đi. Nhưng mà nếu như Quỳnh không cho muội đi á, lại bị bà nội mắng á. Quỳnh nhớ đến sớm đó. Đi đi. Tôi xin xin mi mi trao sư mù xiang đê gu xiang. Tôi mong sư xin sư đê xiao yên tại đăng yên. A Tú.飘扬。
Nè, có căn nhà có thể trú mưa kìa, bỏ lên. Ê. Quynh xem, sao đột nhiên lại mưa lớn như vậy? Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Đẹp quá ha. Cảm ơn. Cái này đẹp lắm đó. Phải đó, là dư bên đó. Chúng ta phải ghé lại mua nữa mới được. Chỗ này đúng là đẹp thiệt mà. Là mùi hương quá Tú. Thơm thật đó, nhìn xem. Da tay cô nương có phải mịn màng hơn không? Được đó. Thêm chút nữa nha. Thơm lắm. Ê, cô xem. Thôi thêm chút nữa đi. Ý, vị khách quan. Hả? Họ hàng với chó sao? Ngửi gì mà ngửi hoài vậy? Ta là cậu tập chủng, cậu tập chủng chính là ta. Sao ngươi lại nói ta như vậy? Thần kinh, còn có người tên như ngươi sao? Ngươi có mua không? Cho ta xem. Không mua thì đừng làm phiền ta nữa. Biến mau, biến mau. Thơm thật đó. Hả? Ê, mình bị điên sao? Đây không phải là Di Xương Diễn. Bị điên. Đây đúng sao? Là mùi của A Tú rồi. Ê, thật ra ngươi có mua không? Ta không có tiền. Cái gì? Trời ơi, ta phục ngươi sát đất luôn á. Nè nè nè, cho ngươi đó. Thật sao? Ông chủ à, ông tốt thiệt á. Dạ, cậu làm ơn đi giùm cho. Ta còn phải làm ăn nữa, đi đi. Đa tạ. Đinh Đan, sao lại ở đây? Ngọc ca à? Hả? Đinh Đan. Hả? Ê trời, Quynh chạy đi đâu vậy? Dọa chết muội mất. Lúc nãy chúng ta thì ra Quynh muốn cho muội một bất ngờ. Muội rất thích nó. Đa tạ Quynh. Không không, Đinh Đan à, đó không phải. Ê trời, Đinh Đan, cái đó không phải cho muội đâu. Nè, trả lại cho Quynh đi. Đừng mà, đừng có chạy. Nè, mau đến đây. Nghe nói Bối Hải Thạch dẫn theo đám người Trường Lạc Bang xuất thành đi tìm Quan Đông Tứ Hiệp rồi. Trong bang trống rỗng, chúng ta có thể lợi dụng đến cứu sư huynh đệ bị bắt đó. Hay là để quay về thành Lăng Tiêu trước, tìm các vị sư thúc, mời họ xuống núi hợp sức đối phó Trường Lạc Bang. Không được. Tới bây giờ vẫn chưa tìm được Thạch Trung Ngọc. Mẹ ta và con gái của ta đã chưa rõ tung tích. Ninh Bất Tam, Ninh Bất Tứ là giết chết các huynh đệ của chúng ta. Còn cả Trường Lạc Bang nữa, đang giam giữ các huynh đệ của chúng ta. Những chuyện này đều do ta mà ra. Bạch Vàng Kiếm ta, chuyện người nào làm thì người đó chịu. Sư huynh, sư huynh, các đệ quay về nghỉ ngơi đi. Sư huynh à. Phương nào nói đúng, xin mời ra đây. Trưởng môn nhân Quan Trung Tứ Phái Đại Giá Quang Lâm, Trường Lạc Bang vô cùng vinh hạnh, đặc biệt đón tiếp.
Thì ra là bố tiên sinh đích thân nên đón. Thật là vô cùng vinh hạnh. Tại hạ khoái Đao Môn đã chứng minh các vị đây là bằng hữu của ta. Quy danh của chư vị đã biết từ lâu rồi. Chư vị là tri kỷ của Tư Đồ Bang Chủ, tất nhiên cũng là khách quý của Trường Lạc Bang. Đúng là khách quý đến nhà rồi. Bố tiên sinh quá lời rồi. Đây là vài món đặc sản bọn ta đem từ Quan Đông đến. Vài tấm da chồn, còn có vài cân nhân sâm, xin tặng cho Thạch Anh Hùng và bố tiên sinh cùng các vị hương chủ. Chúc thành ý này, mong các vị đừng chê cười. Các vị khách khí quá rồi, lại hậu lễ như vậy. Mỗi mỗi từ chối thì bất kính, nhận lễ thì lại hổ thẹn. Quý bang Tư Đồ lão bang chủ, năm xưa khi còn ở Quan Đông, cùng tại hạ và ba vị bằng hữu đây, giao tình nồng hậu. Má nhờ Tư Đồ đại ca không chê bai, bọn ta cũng coi như sống chết có nhau. Bên trong đó, một củ nhân sâm đã thành hình, đã vài trăm năm tuổi, có thể kéo dài tuổi thọ, cũng coi như thiên hạ hiếm có, đặc biệt tặng cho Tư Đồ đại ca. Ta thay Tư Đồ bang chủ đa tạ các vị. Nhưng mà Tư Đồ lão bang chủ đã ẩn cư thâm sơn, ta nhất định phái người sẽ đem đồ tới đó. Không biết Tư Đồ đại ca đang ẩn cư nơi nào? Tại sao ông ấy lại thoái ẩn? Bố tiên sinh, tin tức mà bọn ta nhận được ở Quan Đông lại không như lời ông nói. Cho nên bọn ta tới Trung Nguyên lần này chính vì muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng. Cách xa vạn dặm nghe sai lời đồn. Không biết chư vị nghe họ đồn đại những gì vậy? Điều bọn ta nghe được là Tư Đồ đại ca là bị kẻ gian trong Trường Lạc Bang các ngươi hãm hại, chết một cách không rõ ràng. Chức vị bang chủ hiện giờ lại rơi vào tay một tên thiếu niên hoang dâm vô độ, lãng tử tàn bạo hung ác. Được, lời của lão bang chủ quá là sắc bén. Vậy tại hạ xin hỏi, có phải ông từng ở quán trà biểu diễn mưu sinh hay không? Ăn nói sằng bậy. Lão già bệnh tật ngươi, cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo với lão nương. Tư Đồ đại ca rốt cuộc đang ở đâu? Thật là thất lễ, ta thật sự không thể nói. Ta dùng phi đao bắt ngươi nói. Nhìn cái vẻ khi bị trách phạt của các ngươi coi. Một tên bạch dạng kiếm cỏn con đã đánh cho các ngươi thành bộ dạng này, hả? Còn làm ăn được cái gì nữa? Không báo được chủ. Nói. Bạch dạng kiếm vô công cao cường, nếu tiếp tục cầm cự như vậy chỉ sợ bất lợi cho bổn mang. Mau đi báo với bố tiên sinh. Còn nữa, phải thêm người canh giữ bọn đệ tử Tuyết Sơn bị nhốt, tuyệt đối không được sơ sót. Đi mau. Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Lấy lại tinh thần đi. À, không phải Đinh Đan à, muội nghe ta giải thích đi mà. Cái này không phải cho muội. À, Đinh Đan, muội dừng lại. Ta giải thích với muội, cái này không phải cho muội đâu, trả lại cho huynh đi. Huynh không phải cho muội, vậy thì huynh định cho ai? À, dù sao cũng không phải cho muội. Sao muội không chịu nói lý lẽ, tùy tiện dứt đồ của người ta vậy? Đã không phải là đồ của muội, tại sao muội lại không được dứt? Từ lúc nào huynh lại trở nên keo kiệt như vậy? Không nói thì đừng trách bọn ta không khách khí. Không hay rồi, không hay, có người đang cãi nhau. Mau lên, mau lên. Ê, ê, nè. Mối mổ tôi chẳng tài cán gì, nhưng trên giang hồ cũng xem như có một chút tiếng tăm. Các người khăng khăng cứ nói ta nói dối, vậy thì ta sẽ nói dối tới cùng vậy. Kẻ hại chết Tư Đồ đại ca chắc chắn là tên họ Bối nhà ngươi. Bọn ta đã đến Trung Nguyên chính vì đến để báo thù cho Tư Đồ đại ca thì đã chẳng mong sống sót trở về. Ông Nam Tử Hán đại trượng phu dám làm dám chịu, mà nói rõ ràng cho ta, Tư Đồ đại ca rốt cuộc còn sống hay đã chết? Bối hai thập ta đã ôm bệnh nhiều năm nay, hại ta chết cũng không được, sống cũng không yên, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Cao Tam nương tử nếu muốn giết ta, cứ việc động thủ đi. Hay cho ngươi cũng mang danh nghĩa võ lâm là giở trò vô lại này với lão nương. Ngươi không nói cũng được, gọi tên tiểu tử họ Thạch đó ra đây cho ta. Lão nương đích thân hỏi hắn. Đây không phải bằng hữu tốt của huynh sao? Cao Tâm nương tử, thật không dám giấu, ban chủ bọn ta thật sự rất thích phụ nữ, nhưng mà người chỉ thích những tiểu muội trẻ trung xinh đẹp, ôn hòa nhã nhặn mà thôi. Người trên khắp thiên hạ đều biết huynh rất thích các cô nương xinh đẹp.
huynh đâu có thích cô nương xinh đẹp. Nhưng mà cô, hơn nửa tuổi đời, nói gì đến thước tha yếu điệu. Vô lại. Bao. Các vị, bổn bang có chuyện gấp, thất lễ rồi, cáo từ. Bổ tiên sinh dừng bước. Tư đồ đại ca vẫn còn chưa rõ tung tích, nhất định phải truy cứu tới cùng. Bọn ta dù thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Trường Lạc Bang các người có phải sợ rồi không? Mau ở lại hết. Đừng đánh nhau nữa. Đừng đánh mà. Đừng đánh. Các người không phải muốn gặp ta sao? Bây giờ gặp là được rồi. Tham kiến bang chủ. Tham kiến bang chủ. Đứng dậy hết đi, đứng dậy hết. Tạ bang chủ. Tạ bang chủ. Thạch Ân Công, cậu chính là Tân bang chủ của Trường Lạc Bang. Bối tiên sinh, đây đều là những gì bang hữu ta mới kết giao. Mọi người tuyệt đối đừng có đánh nhau. Được rồi, nếu bây giờ đã có bang chủ trì đại cục, vậy thì còn gì bằng chứ. Bọn ta nghe lời đồn đại, nói Tư đồ đại ca bị kẻ khác hãm hại, nhưng thật không ngờ Thạch Ân Công lại chính là Tân bang chủ của Trường Lạc Bang. Thạch bang chủ hào hiệp trượng nghĩa, nhất định không làm những chuyện xấu xa hổ thẹn với Tư đồ đại ca. Nhưng thật sự không biết Tư đồ đại ca rốt cuộc hiện đang ở đâu. Bối tiên sinh, người mà bọn họ nói đến. Bang chủ, xin bang chủ thứ tội, chuyện này thuộc hạ chưa từng nhắc qua với bang chủ. Tư đồ lão bang chủ đã ẩn cư thâm sơn, không tiếp người ngoài, cho nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm như hôm nay. Thạch anh hùng, vừa rồi tại hạ nói năng vô lễ, đắc tội bối tiên sinh, kính mong bối tiên sinh thứ lỗi. Nhưng mà Tư đồ đại ca và bọn ta có giao tình gắn bó, lần này tới được Trung Nguyên, bọn ta muốn được gặp huynh ấy một lần. Vẫn mong Thạch anh hùng tác thành tâm nguyện. Tư đồ đại ca không tiếp người ngoài, nhưng bọn ta không phải người ngoài. Bối tiên sinh, không biết chị Tư đồ đại ca này. Bang chủ à, chuyện này kể ra dài dòng. Như vậy đi, mời bốn vị tới Trường Lạc Bang nghỉ ngơi uống rượu trước. Bang chủ thấy như vậy có được không? Được. Ê, huynh. Tình ninh đang đang không sao đâu. Bạch Vạn Kiếm, ngươi cũng to gan thật. Một mình lại dám xâm vào Trường Lạc Bang, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Bớt nói nhiều lời đi. Bọn này có sư huynh đệ đồng môn của ta, thả hết ra. Đừng hòng, bắt hắn cho ta. Đại hiệp, tiếng tâm đại hiệp quy trấn giang hồ, đến Trường Lạc Bang ta không biết là có chuyện gì đây. Hôm nay Túy Sơn phái bọn ta tới, hy vọng ông có thể thả hết tất cả các sư huynh đệ bổn bang, đồng thời giao vị bang chủ này cho bọn ta dẫn đi. Túy Sơn phái, ta chưa từng học nghệ ở Túy Sơn phái. Ngươi còn không giận, hay cho phụ mẫu của ngươi hành hiệp trượng nghĩa, lại sinh ra một tên nghịch tử giống như ngươi. Đại nghịch bất đạo, trời đất không dung. Bạch huynh dừng tay.
Tại hạ trang chủ Quang Đông Vạn Mã Trang, Cao Tam Nương Tử. Bạch anh hùng, liệu ngài có thể nể mặt ta tạm thời thu binh đao của mình có được hay không? Bọn ta bất tài, nhưng có thể đứng ra làm chứng, đứng giữa hòa giải đôi bên. Đúng vậy, có chuyện gì từ từ nói, không ngại thì mời vào trong uống chén rượu. Lễ đường chủ. Có. Mời mọi người vào trong đi. Dạ. Các ngươi ở đây chờ ta. Rõ. Dạ. Ê, bà chủ,